Tại huyện Yên Dũng, đất Lạng Giang, con em Hào Kiệt tên là Soạn, tự xưng là Ngô Tử Văn. Chàng là người khẳng khái, cương trực, thấy sự tà gian thì không chịu được. Tuy nhiên tính tình có phần nóng nảy. Đi đâu mà làm cái mặt coi không được vậy? Dạ con đi đốt ngôi đền gần kênh đa đầu làng ạ. Nhưng khi không đi đốt nhà của thánh của thần vậy? Mà làm đệ rồi không sợ nghiệp chướng dương ba đời chưa hết à? Nghiệp chướng thế nào thì cháu cũng xin chịu ạ. Chứ cái kinh này, mỗi lần dân làng không cúng ba đầy đủ lễ vật là cai bọn thánh thần ấy. Lại dở ma dở quỷ, cháu thấy gai mắt quá. Mà làm gì thì làm, nên nhớ thánh thần có tai có mắt. Mà đi đốt nhà họ, họ thánh thần mà ăn thua với tụi dân đi như tụi con thì có xứng danh với cái danh thánh thần không ạ? Thôi không cãi lại mày rồi, mày muốn làm gì thì làm, sau này có nghiệp quật thì đừng có kiếm tao nữa. Hai kia mày đọc sách cho vợ nhiều vào, này thì khổng tử ha, này thì lão tử ha, rồi bây giờ giữa khách hiêm bạch nhạc câu hai đó đền bố hả? Tao bây giờ không trốn nhung thân được, muốn hiện hồn lên cũng không được. Điều hồn nó cao ấy. À hành ngã thì ngon lắm, cung điện yêu vương cũng không xa lắm, có khi khổ hấp bé học nhưng trên đời này cung phi không có cung lý, hãy đợi đấy. Chào thầy, tôi là Tổ Không ở đây. Nghe tin việc làm của thầy, tôi rất vui và tính đến đây để cảm tạ. Hãy đến nhà tôi là ai? Tôi cứ tưởng đang Tổ Công chứ sao lắm thầy đến vậy? Như thầy, tôi là Tổ Công gốc ở vùng này. Người hồi nãy thầy mà gặp là đó chính là bại tướng của Trung Cộng, đã chết ở đây và hồn bơ vơ và không có đường về. Nên hắn mới chiếm đền của ông rồi, tác yêu tác quái, phải không? Giống như thầy, tôi là ngự sử đại phu từ lúc nước Phạn Xô mới được thành lập. Sau này tôi chết do việc cần vương nên mới được phong làm Tổ Công. Tính sơ sơ thì cũng hơn ngàn năm rồi. Thế mà tụi xúc vật đã đánh tôi khi tôi không đề phòng, nên tôi đã đến đợt tản viên ở nhà hơn vài năm. Ủa cái ông này, hắn lộng hành như vậy sao ông không kiện Diêm Vương và tao lên thượng đế mà lại hèn hạ để cho chúng tác yêu tác quái như vậy? Bác chỉ lê lan thầy đã, chúng nó ăn đút lót nhau rồi binh vực cho nhau, nên tôi không thể nào kiện nó được. Vậy hắn có nguy hiểm với tôi không? Thầy đến cùng đỡ Minh Ti, sau này nếu Diêm Vương có gọi ngài lên hầu thì hãy nói những lời tôi nói và hắn sẽ chối, nên thầy ngài hết kêu xin giấy tờ ở đền Tản Phi và tôi sẽ khai rõ và hắn sẽ đớn liền. Cái nhà không có được trước á. Vậy hả? Dạ, xin vời lộ.
Dạy em ơi. Dạy đi em. Dạy em ơi. Dạy đi. Ông là ai thì mắt tôi. Tôi làm gì sao mà bắt tôi xuống đây? Đây là đâu? Tôi vô tội mà. Chào tụi em ơi. Thế nha, vào vị trí. Hello Hành Ngãi. Mình đến điện của Diêm Vương rồi. Thế mà không biết gọi của mình hả? Mày im coi chị Vương làm gì. Người là ngồi soạn hả? Nó đó. Vậy ra ngươi là tên học trò mà dám đốt đền của vị này ư? Ôi, tên này mà được xứng đáng xem là vị à? Vậy hắn là ai mà ngài tôn trọng thế? Các người hạ tầng muốn biết, chúng tôi sẽ sẵn sàng trả lời. Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình của thế giới, chúng tôi đại diện cho những người phản diện đầy khả ái và lòng ngay ngắt trong lòng người. Đã kêu là im đi, chị Vương này làm việc mà. Vị này là người có công dưới thời nhà triều Lý Nam Đế, được ta phong làm thổ công ở vùng của ngươi để bù đắp phần đời trên dương thế. Thế tại sao nhà ngươi lại dám làm thế này nữa chứ? Thưa... Mày mấy tuổi rồi? Hắn không phải thổ công gốc ở vùng này. Thổ công gốc khi đang ngủ thì bị hắn đuổi đánh rồi cướp đến đây ạ. À. Chuyện là thế đấy ạ. À? Thật thế không? Nói khai thiệt đi. Chứ thế nào rồi chết cho tôi. Thằng nãy nhóc học này nó nói dối à. Xin Diêm Vương được tin lời nó. Người đó sao? Tên kia, người tên gì tôi quên mất rồi. Tử Văn. Tử Văn, người đó sao? Vậy thì phiền ngài cho người tìm giấy tờ của Đành Tế Viên để đối chiếu ạ. Mà Hành nghĩ ra rồi, Hành không trách mấy đứa học trò này. Rồi nó xuống đây trách bắn thế này là đủ rồi. Xin Vương hãy hai gọi cho hắn, cần phải dây dưa hay làm gì? Người đâu? Gông cổ tên này lại. Trời đất ơi, mệt thiệt mà. Đến hết giờ làm việc rồi mà cứ gặp mấy cái thứ gì đâu không mà làm đến trước mù tới mịt. Rồi, thôi ngươi về đi. Tử Văn à, ngươi là người ngay thẳng. Chế thấy vậy là ưng rồi đấy. Chứ như mấy đám kia có sao mà được. Ngươi cứ về đi, mai mốt tụi người phàm có cúng gì cho đền Tản Viên thì ta sẽ chia cho nhà ngươi một nửa. Thôi, mấy đứa bút rác cho nó về. Thôi, ba cưng nhé. Chết đi.